Đây là chiếc Java Siro 6. Đây là chiếc Twitter R10. 15.800. 15 triệu. Và sự khác nhau của nó: bô tăng nhôm liền, dây ấm. Bô tăng nhôm, rời, dây ấm không nhiều. Sườn nhôm, lạng carbon, lạng sườn, cọc yên, tất cả là carbon. 3 món: tay lắc, gạt đĩa, củ đè, Shimano Tigara 4700. Tay lắc, gạt đĩa, củ đè, Zetropec. Phanh đĩa đề ca, phanh cụm Techo. 20 tốc độ, 22 tốc độ. Đùi đĩa trục rỗng, BB vặn, 2 tầng, đề ca. Đùi đĩa 2 tầng, trục rỗng, Browell. Tiếng ve sầu của mẹ. Tiếng ve sầu con. Các bạn thích chiếc xe nào hơn? Bình luận phía dưới nhé.